Hai quốc của trí sĩ yêu nước Hoàng Kỳ Hoan 1886-1923, người đã có những hoạt động tích cực trong công cuộc khôi phục chủ quyền đất nước Hàn Quốc tại Mỹ và châu Âu, sẽ được hồi hương sau 100 năm được chôn cất tại Mỹ. Cố trí sĩ Hoàng Kỳ Hoan từng được là nguồn cảm hứng để xây dựng thành nhân vật chính Yu Chin Chue trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Quý Ngài Ánh Dương của đài TVN phát sóng vào năm 2018. Một quan chức thuộc cơ quan này cho biết đúng như câu thoại cuối của nhân vật chính trong phim Quý ngài Ánh Dương, đó là hẹn gặp lại trên mảnh đất quê hương độc lập. Cuối cùng thì di hài của chí sĩ Hoang cũng có thể trở về với nơi chôn nhau cắt rốn. Cơ quan về người có công và cựu chiến binh dự kiến sẽ phái cử nhóm nhận di hài tới Mỹ trong ngày 5 tháng 4. Theo đó, hài quốc của chí sĩ Hoang Khi Hoan sẽ xuất phát tại New York vào ngày 9 tháng 4 giờ địa phương và hài cốt của ông sẽ được an táng ở khu vực dành riêng cho những người có công trong phong trào độc lập tại nghĩa trang quốc gia Thê Trơn. Quá trình hồi hương, hài cốt chi sĩ Hoàng Kỳ Hoan đã gặp không ít khó khăn. Trước đó, cơ quan về người có công và cựu chiến binh đã hai lần khởi kiện lên tòa án ở Mỹ để có thể đưa di hài của chi sĩ Hoang về nước, song không được tòa án phê duyệt vì không có các tài liệu có thể xác nhận được gia phả hay gia quyến của người đã khuất. Chí sĩ yêu nước Hoàng Kỳ Hoan tham gia Thế chiến một với danh phận là quân đội Mỹ, trong khi đang du học tại xứ sở Cờ Hoa. Năm 1920, ông thành lập một tờ tạp chí tại Paris với tư cách là trưởng ban tuyên truyền, để truyền bá rộng rãi về tính thiết yếu của phong trào độc lập trên bán đảo Hàn Quốc. Ông qua đời tại New York vì bị bệnh tim vào năm 1923 và được chính phủ Hàn Quốc trao tặng huân chương dựng nước vào năm 1995.